Hai cả nhà lại là câu chuyện thường ngày của Nga đây. Và đây là đứa cháu gái duy độc nhất vô nhị của mình, tên là Moon, cũng là cái tên mà mình thích đặt cho nó. Moon có nghĩa là mặt trăng tròn, mà sao nó ốm nhom hết ta, và nó rất là trắng mịn. Và đây là cả gia đình mình đang đi siêu thị để vòng vòng xem không khí trung thu ở Sài Gòn như thế nào. Đây là Lotte ở Gò Vấp, và phải đánh giá rằng là Lotte Gò Vấp bán khá rất là nhiều đồ, giá cả thì phải chăng và đa dạng, mà chất lượng thì rất là ok nhé cả nhà. Và đây là con em gái của mình, nó đang coi con cho mình. Công nhận á, người ta nói là cháu bà nội tậu bà ngoại, còn đây là con của chị, nhưng mà đứa em gái thì phải na theo. Ai biểu chi, làm gì Út thì phải cưng mấy cháu thôi. Đây là dì Út đang đưa đi chơi, mệt mỏi lắm, nhưng mà nó là con của chị mình, mình không chăm nó đâu được. Đó, ôm ôm đu đu như thế này mới chịu. Đó, nhoi còn hớn gì luôn á. Và sau đó sẽ là đi ăn những cái món như phở nè, cơm tấm nè, là những món ngon ở, phải nói là mê món cơm tấm sườn ở